Hoài Sa và Thiện Hạnh. Thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình VIETV. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam và sau đây kính mời quý vị bước vào bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thiện Hạnh. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thời sự Việt Nam là bản tin cho hay lao động trẻ em tăng do tác động của biến đổi khí hậu. Nhiều trẻ em Việt Nam sẽ bị buộc phải làm việc từ khi còn nhỏ do khí hậu biến đổi. Đây là nhận định của các chuyên gia tại cuộc hội thảo thảo luận các quy định về chính sách đối phó những tác động của biến đổi khí hậu đối với trẻ em, vừa được tổ chức tại Hà Nội do Chính phủ Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế đồng chủ trì. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội ông Nguyễn Trọng Đàm cho rằng thiên tai có thể ảnh hưởng trực tiếp trẻ em và nghèo đói có thể buộc trẻ em phải nghỉ học để tham gia các hoạt động kinh tế, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình. Theo số liệu thống kê năm 2016 của Cục Trẻ Em vào năm ngoái, có gần 1,75 triệu trẻ em Việt Nam từ 5 cho đến 17 tuổi lao động nặng. Cụ thể là 67% làm việc trong ngành nông nghiệp, 16% trong ngành xây dựng và 17% trong ngành dịch vụ. Bản tin Việt Nam tiếp theo cho hay trưởng Cục Kiểm soát Hoạt động Bảo vệ Môi trường đã bị cách chức. Thưa quý vị, Cục trưởng Cục Kiểm soát Hoạt động Bảo vệ Môi trường ông Lương Duy Hân chính thức bị cách chức với lý do liên quan đến thảm họa môi trường do Formosa gây nên tại 4 tỉnh miền Trung từ hồi đầu tháng 4 năm ngoái. Tin cho biết vào ngày 20 tháng 6, Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường ký quyết định cách chức ông Lương Duy Hân. Vào đầu tháng 6 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng công bố quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả chức vụ trong đảng đối với ông Lương Duy Hân. Lý do được nêu ra là vì ông trong cương vị Cục trưởng Cục Kiểm soát Hoạt động Bảo vệ Môi trường thiếu trách nhiệm thanh tra đối với dự án Formosa, không tham mưu giám sát việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trong thời gian thi công xây dựng và vận hành thử nghiệm của nhà máy thép gây thảm họa môi trường. Tuy bị cách chức, Cục trưởng Cục Kiểm soát Hoạt động Bảo vệ Môi trường ông Lương Duy Hân được điều sang làm chuyên viên tại vụ pháp chế của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thưa quý vị, Quốc hội Việt Nam yêu cầu quân đội không dùng đất để kinh doanh. Quân đội không được phép sử dụng các tài sản chuyên dùng của quân đội vào mục đích kinh doanh. Đó là một trong những nội dung được đề cập đến trong luật quản lý sử dụng tài sản của nhà nước vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 21 tháng 6. Theo luật này, có hai loại tài sản mà quân đội không được sử dụng để kinh doanh, mặc dù họ quản lý chúng. Loại thứ nhất gọi là tài sản đặc biệt, bao gồm vũ khí, vật liệu nổ, phương tiện đặc chủng, công trình chiến đấu. Loại thứ hai là tài sản chuyên dùng bao gồm nhà cửa, đất đai gắn liền với doanh trại, trường học, quốc phòng, thao trường, trại giam. Xin được nhắc lại là trong thời gian qua có hai vụ việc liên quan đến đất đai do quân đội quản lý lại được đưa vào kinh doanh gây ra phản ứng trong công dư luận. Vụ thứ nhất là tại Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội, nông dân và chính quyền đối đầu nhau trong vụ tranh chấp đất đai mà người dân nói là đất canh tác của họ được giao cho tập đoàn viễn thông Viettel của quân đội kinh doanh. Vụ thứ hai liên quan đến việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất bị vướng phải sân golf nằm trong phần đất do quân đội quản lý. GDP của Việt Nam sẽ đạt trên 6,5% trong năm nay. Thưa quý vị, tổng sản phẩm nội địa gọi tắt theo tiếng Anh đó là GDP của Việt Nam sẽ đạt trên 6,5% vào năm nay nhờ xuất khẩu và đầu tư nước ngoài trực tiếp. Đó là thông tin được đưa ra trong báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế Đông Nam Á của Viện Kế toán Anh vào hôm 21 tháng 6. Theo báo cáo, lạm phát hiện nay đã giảm xuống khoảng gần 4% ở mức tích cực cho đầu tư. Báo cáo cũng nêu rõ Việt Nam cần tiếp tục tăng trưởng trong khu vực tư nhân trong các lĩnh vực thực phẩm, giao thông, viễn thông và năng lượng. Báo cáo cũng chỉ ra những rủi ro Việt Nam phải đối mặt trước mức tăng trưởng được dự kiến, đó là thâm hụt tài chính lớn, tỷ lệ nợ công và nợ nước ngoài cao. Ông Mark Billington, giám đốc khu vực Đông Nam Á của ACAEW cho biết, ngành sản xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển nhưng Việt Nam cũng cần đẩy mạnh nhu cầu trong nước vì đây mới là động lực chính cho tăng trưởng của quốc gia. Thưa quý vị, Huế xác minh thông tin lăng vợ vua Tự Đức bị sa ngủi làm bãi đỗ xe. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa yêu cầu một doanh nghiệp tạm dừng dự án sa ngủi bãi đậu xe phục vụ du khách tham quan khu vực lăng vua Tự Đức. Cán bộ trung tâm cho hay, việc tạm dừng là để xác minh xem khu đất bị sa ngủi có mộ của vợ vua Tự Đức hay không. Trước đó, nhiều người dân sống ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế phản ánh lăng bà Mỹ Phi, một trong những người vợ của vua Tự Đức bị xâm phạm vì dự án bãi đậu xe. Quá trình sa ngủi mặt bằng làm bãi đỗ xe du lịch, đơn vị thi công đã ủi bay ngôi lăng này. Ông Tôn Thất Viễn Bào, Chủ tịch Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc cho biết, Hội đồng dòng họ đã thông báo đến Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về sự việc nêu trên để cơ quan chức năng vào cuộc. Sĩ quan bốn nước lần đầu tập huấn gìn giữ hòa bình tại Việt Nam.
Thưa quý vị, vào sáng ngày 21 tháng 6, Trung tâm gìn giữ Hòa bình Việt Nam Bộ Quốc phòng đã khai mạc khóa tập huấn đầu tiên có sự tham gia của học viên đến từ 4 nước: Việt Nam, Cambodia, Indonesia và Mông Cổ. Khóa tập huấn kéo dài gần 3 tuần dành cho sĩ quan tham mưu, sĩ quan liên lạc của Liên Hiệp Quốc sẽ đi sâu vào các nội dung về nguyên tắc giao tranh tại phái bộ, tình hình đất nước, văn hóa con người bản địa, việc giải quyết các tình huống xung đột mang tính rủi ro cao. Phó đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Susan Sutton coi hoạt động trên là bước tiến quan trọng trong tầm nhìn, nỗ lực của chính phủ quân đội nhân dân Việt Nam về việc nâng cao năng lực gìn giữ hòa bình. Vào năm 2014, Việt Nam chính thức gia nhập lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Từ hai sĩ quan đầu tiên, đến nay Việt Nam đã cử 19 lượt cán bộ làm nhiệm vụ sĩ quan liên lạc, sĩ quan tham mưu và quan sát viên quân sự tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. 23.000 tỷ giải phóng mặt bằng xây sân bay Long Thành. Chiều ngày 19 tháng 6, Quốc hội thông qua nghị quyết về nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư để triển khai cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, ngân sách sẽ dành 23.000 tỷ đồng chi cho công việc nêu trên, gồm xây dựng hạ tầng hai khu tái định cư và nghĩa trang. Hiện ngân sách đã bố trí 5.000 tỷ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn đáp ứng 21,7% nhu cầu, còn thiếu khoảng 18.000 tỷ đồng. Báo cáo giải trình trước khi bấm nút thông qua nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho hay, Chính phủ sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần và xây dựng phương án giải phóng mặt bằng, trong đó xác định tổng mức đầu tư chính thức, làm căn cứ để Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo, chuẩn bị nguồn vốn và báo cáo Quốc hội. Bản tin tiếp theo cho hay, kiểm ngư Việt Nam có hai tàu mới. Thưa quý vị, vào sáng 19 tháng 6, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng và sửa tàu Hải Minh làm lễ hạ thủy hai tàu kiểm ngư vỏ thép theo thiết kế KN3600. Tàu nặng 270 tấn, cabin bằng hợp kim nhôm. Tàu có thể hoạt động trong điều kiện sóng cấp 5-6, gió cấp 7-8 và hoạt động liên tục 21 ngày đêm trên biển, vận tốc lớn nhất đạt 19 hải lý trên 1 giờ. Tàu này có nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển như tuần tra, xử lý vi phạm và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam, tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển Việt Nam, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Trung tá Nguyễn Khắc Minh, Phó Giám đốc nhà máy X51 cho biết, nhà máy sẽ nhanh chóng triển khai các bước tiếp theo để sớm bàn giao tàu cho lực lượng kiểm ngư Việt Nam đưa vào sử dụng. Đường nước sông Đà gặp sự cố lần thứ 21. Theo công ty cổ phần nước sạch Vinaconex, khoảng 9 giờ ngày 18 tháng 6, đơn vị này đã phát hiện điểm rò rỉ trên đường ống nước sạch sông Đà tại đại lộ Thăng Long. Theo ông Nguyễn Anh Việt, giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch, khoảng 5 giờ chiều, đơn vị nhận được thông tin từ Viwasco về việc đã khắc phục xong sự cố rò rỉ đường ống nước sông Đà. Từ khi đi vào hoạt động, đây là lần thứ 21 đường ống nước sông Đà gặp sự cố. Nhiều cá nhân trong vụ việc liên quan đến công trình này đã bị truy tố. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.